chiều 25 tháng 10, tại cuộc họp thông tin với báo chí về vụ việc trung úy công an đổ ô tô ngang ngược giữa phố cổ Hà Nội, Thượng tá Bùi Văn Đan, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội, cho biết, ngay sau khi tóm được sự việc qua mạng thôn hội, đơn vị điều khiển công an phường Hàng Bùn vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm. Qua xác minh, chiếc kinh hoàng ô tô mang kiểm soát 29A69440 là của trung úy Phan Hoài Anh 1992, cảnh sát hình sự công an phường Hàng Bùn, Thượng tá Đan chia sẻ. Thượng tá Bùi Văn Đan ngồi giữa, chia sẻ thông tin với báo chí. Kinh hô vô Thượng tá Đan, vào 7 giờ 30 ngày 17 tháng 10, trung úy Phan Hoài Anh 1992, lái kinh hoàng ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 29A69440 đến trụ sở công an phường Hàng Bùn làm việc. Thời điểm này, phố có gia đình tổ chức đám cưới và cây xanh bị ngã ra đường ở trước cửa nhà 48 Hàng Bùn nên trung úy Hoài Anh tấn công kinh hoàng ô tô đổ tại khu vực ké 3 Tạ huyện Hàng Bùn. Lúc này, kinh hoàng khách chở 30 khách du lịch và phía sau là 3 kinh hoàng du lịch khác đi qua gây ùn tắc, khiến người dân bất bình ghi hình đưa lên mạng thôn hội. Sau đó, trung úy Hoài Anh được nhắc nhở và tấn công kinh hoàng đi. Công an phường Hàng Bùn nghiêm túc rút kinh hoàng nghiệm, đồng thời đòi hỏi trung úy Hoài Anh viết bản kiểm điểm. Chúng tôi cũng rất xót xa, xấu hổ và đau lòng, Thượng tá Đăng chia sẻ. Clip kinh hoàng ô tô trắng giữa té ba phố Hàng Bùn tạo hiện khiến người dân bức xúc. Về thông tin chiếc kinh hoàng trung úy Anh lái là của ông Trần Trung Ca, Thượng tá Đăng cho biết trung úy Hoài Anh mượn kinh hoàng của ông Ca để lái. Về thông tin kinh hoàng ô tô màu kinh hô đổ 2 ngày phía sau chiếc kinh hoàng của trung úy Phan Hoài Anh, thiếu tá Vũ Thị Thanh Thảo đội phó đội cảnh sát giao thông và trật tự cho biết chiếc kinh hoàng này là của trưởng công an phường Hàng Bùn Nguyễn Ngọc Linh. Tuy nhiên, kinh hoàng này không vi phạm luật giao thông vì tuyến phố không cấm dừng đổ kinh hoàng. Ông Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ, kinh hoàng ô tô mang kiểm soát 30E50348 là kinh hoàng của tôi đổ đúng quy định vì không cấm dừng cấm đổ và không ảnh hưởng đến việc đi lại của các